Anh em có nhu cầu mua league dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shop league rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm cho bạn có cái Zalo tên là Tình nhá. Tình lở. Ok này. Nhiệt quá nhỉ. Rồi mày có vẻ vào mới đầu đông đông nhiệt nhiệt này. Đấy thì hôm trước bạn Tình bạn ấy có gửi link cho mình và bạn ấy nhờ mình làm một clip đấu đơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cái chế độ đấu đơn nha. Hôm nay không xa lạ gì cả, mình sẽ cầm con M200 lúc bộ cái gì? Con M200 Ultimate Gold anh em ạ. Đây là một con M200, nói chung là thuộc vào cái hàng báu vật. Ngày trước nó chưa có K98 với M200 VIP ấy, nó chưa ra thì những cái dòng báu vật như này nó rất là bá đạo luôn. Từ Barret lẫn cả M200, nó rất là bá luôn anh em ạ. Con M200 Gold này nó cũng có gọi là một thời nó cũng bá đạo ấy, nó cũng gọi là rất là phê luôn, nhiều xạ thủ người ta dùng. Có cái bây giờ là VIP nó ra nhiều quá, nhiều súng delay nhanh quá, thành ra là những cái con báu vật như thế này ít có người dùng lắm, mà có dùng bắn không có lại người ta ấy anh em. Đấy, có dùng bắn không lại anh em ạ. Này bạn là bạn Tình này, bạn ấy yêu cầu thì mình quay lại mình làm thôi. Mà cũng lâu rồi, cũng khoảng độ mấy ngày hôm nay là mình không có ra clip đơn cho anh em coi rồi. Cũng định tính là đi quay mỗi clip Hy Lạp cơ. Nhưng mà Hy Lạp phải xem nhiều là cũng chán đúng không anh em. Đổi gió sang chạm sóng đi. Hy Lạp mình bắn quá là nhiều rồi. Phòng này nhiệt nhá. Cố gắng đơm kin càng nhiều càng tốt. Với lại con M200 Gold này thì cái lượng đạn nó khá là khiêm tốn. Nó cũng 10 viên nhưng mà leak của bạn Tình này thì nó cũng khá là khiêm tốn đạn. Có mỗi một khẩu sniper VIP cộng đạn. Một khẩu hay hai khẩu ấy, không nhớ lắm. Leak khá khiêm tốn. Này, tỉnh thế nhở. Cái méo là mình nghe nó hồi sinh rồi đấy, thế mà nó ngoảnh ra cái chỗ mình. Nhảy vô. Vẫn mượt tay lắm anh em ạ. Không có gì là chớn. Sau một quãng thời gian chơi con M200 VIP khá là nhiều, tốc độ delay con M200 VIP rất là nhanh. Nó nhanh hơn con này nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình làm quen lại với những cái con báu vật như này. Hôm nay cũng định tính là làm cái clip gọi là hộ hoa đăng nữa cơ. Nhưng mà sau nghĩ mình bỏ hộ hoa đăng ra 3-4 ngày liên tiếp rồi, hoặc là quay lại làm một cái đấu đơn. Chứ không là hôm nay cũng làm cho bạn gì nhỉ? Bạn gì bạn cũng mấy còn mấy bạn cơ, còn nhiều bạn lắm gửi làm hộ đăng. Nhưng mà thôi, đổi đi, mỗi ngày đổi đi một tí. Một tuần nó rơi khoảng độ 3-4 cái clip hộ đăng là đẹp rồi. Còn lại anh em mình bắn map khác, C4 thường hoặc là tanh hoặc là đấu đơn chẳng hạn. Cho đỡ chán nha anh em. Có nhiều anh em cũng muốn mình là một ngày ra 3-4 clip nhưng mà ra thế nó ít view. Nó ít view của clip kỷ niệm cho mọi người, nó ít view anh em xem nó cũng chán đúng không? Anh em kỷ niệm có clip nó nhiều view xíu, anh em còn khoe bạn bè này kia. Clip làm kỷ niệm cho anh em nó ít view rồi, anh em khoe bạn bè nó không đành đúng không? Mặc dù mình chưa nổi tiếng đâu nhưng mà nói chung là cố gắng được tí view nào cho anh em thì cố gắng. Đây sẽ lại khả năng được 100 kin đấy anh em. Ủa, chạy luôn. Con này thì combo kin nó cũng không được dài đấy anh em, như là không có combo kin thì vậy. Có nhiều anh em bảo là ui dồi ôi, nhiều đạn để làm gì, combo kin dài để làm gì, quan trọng là mình bắn đấy chứ. Nhưng mà không, sai rồi các bạn ạ. Đạn nhiều bắn nó tự tin lắm anh em. Thứ nhất là đạn nhiều bắn nó rất là tự tin. Thứ hai là combo kin thì tuy nó chả tác dụng gì đâu nhưng mà nó khiến cho mình kích thích khi bắn. Cái combo kin nó rất là quan trọng.
anh em cứ nói không quan trọng, cứ thấy mình bản thân mình thấy nó quan trọng vãi, quan trọng vãi đái luôn. Rồi gì nhỉ, rồi đạn điếc nó cũng quan trọng lắm, bắn chuẩn bắn chính xác thôi, với lại bắn mượt mà thôi là chưa đủ. Rồi cả cái kin mắc nữa, đấy cả cái kin mắc nữa, đôi khi anh em bảo là nó không quan trọng, nó kích thích cho mình bắn rất là nhiều. Ngày xưa nó còn có ngày xưa không phải là mua kin mắc nữa, mà ngày xưa nó làm là tải ở trên một cái trên mạng về đấy anh em, xong là cài vào trong cái file đột kích mình đấy, là tải kin mắc về cài đấy, bắn rất là kích thích luôn. Đừng ông nào bảo là kin mắc không quan trọng, với lại combo kin không quan trọng, với lại đạn không quan trọng, quan trọng lắm. Mặc dù mình bắn thì vẫn phải là mình bắn, những cái đấy nó bổ trợ cho mình để mình bắn hay hơn. Anh em nào thấy tôi nói đúng không? Đúng thì cho mình bấm cái like cho mình cái, bình luận cái. Bảo ơi anh nói đúng lắm. Ngày xưa mình nhớ là mình hay tải cái kin mắc gọi là có cái hình sấm sét đấy anh em. Cảm giác hầm hố ấy, lúc ngày tuổi trẻ. Nó cài vào bắn phê lắm, cài vào bắn thích lắm. Ngay như bây giờ này, ngay như bây giờ VTC người ta cho ra cái chế độ đấu danh cũng thế. Tại sao người ta cho kin mắc? Cái kin mắc là cái biểu tượng khi mình bắn chết người ấy, nhìn nó đẹp. Thì nó kích thích mình bắn hơn, kiểu như vậy thôi. À, chạy hành lang này. Dí nó, dí nó. Chạy đâu rồi? Ây à, mẹ cái thằng Joker đã đứng đây nó canh sẵn luôn ạ. Tỉnh thế nhở. Ui da. Đấy, K98 này. Đấy, cứ là K98 thôi anh em ạ. Ôi à, má ơi, đông thế trời. Kể ra những cái dòng Ultimate Gold này bắn cũng ngon đấy chứ. Mình thấy bắn vẫn phê này anh em. Bắn vẫn rất chi là đầm, vẫn rất chi là mượt tay, mượt mà. Ôi. Ôi cái địch mệnh, cái thằng này nó chém dao anh em ạ. Má ơi. Làm gì, làm gì? Được chưa? Multikin chưa? Ôi, hết bố đạn rồi. Ôi, đông thế. Ui kìa, phí thế nhở. Ấy chết luôn rồi. Đục này. Đục ai bạn? Ờ đúng rồi, đúng rồi, bắn nhau đi. Đúng rồi. Quá uy tín luôn. Một chỗ này mà đứng làm chục mạng là đẹp rồi. Ây ô, má cái thằng này. Má nó cầm dao liểng mình luôn chứ. Thằng này khỏe lúc đấy nhở. Trong khu B chuẩn bị có thằng hồi sinh này. Mày chém dao ai? Thằng này vừa chém dao mình đúng không?
phê thế nhờ. Mà có tí gọi là tí đạn nữa thì bắn phê lắm này. Này, hơn 100 kin rồi anh em ạ. Mà trận này có khi nào làm 101, 102 cũng nên. Bắn được phết đấy. Đấy, có thằng cửa này. Giặt vô, giặt vô. Mà biết ngay có thằng nhảy xuống mà nó đã hẹo luôn à. Mình bỏ thằng đấy để bắn thằng ở cái hồi sinh mà. Chứ gì mà nó đã hẹo luôn anh em ạ. Trời ơi. Đứng cái mid này vẫn cứ chi là uy tín anh em ạ. Vẫn cứ rất chi là uy tín. Ai à, hay thế nhở. F11 được kích tui à. Ai à, đổ mía hai thằng lúp rào luôn này. Ui, cái thằng hồi sinh này không nhô lên chứ. 120 nào, 120 nào. Vô, 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 vô. Ôi trời, cái địch công ơi. Đùa cuối trận được kích người ta. Chịu ấy. Bỏ tay anh em ạ. Ok, clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.